thứ tư sau Chúa Nhật 28 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật. Các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, mà chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống hàng ngày, người Pha-ri-siêu quá chú tâm vào việc tuân giữ những điều lặt vặt, phụ thuộc, mà lại sao lãng điều chính yếu và quan trọng. Họ nghĩ cứ chu toàn những tập tục và lề luật của cha ông là được nên công chính, không buộc phải sống công bằng và bác ái nữa. Do đó, họ tuân giữ rất chi li những lề luật và sẵn sàng lên án những ai không tuân giữ lề luật và tập tục như họ. Đối với Đức Giêsu, lề luật cần thiết và quan trọng nhất là sống công bằng và bác ái với tha nhân. Đồng thời, hết lòng kính mến Thiên Chúa, nghĩa là các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Hơn nữa, người Pha-ri-siêu rất thích tiếng khen từ người đời và danh vọng bề ngoài. Họ không kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, nhưng lại yêu mến ghế đầu trong hội đường, cỗ nhất nơi đám tiệc. Nghĩa là không xứng đáng được trọng vọng mà lại thích được như thế. Bên ngoài, có vẻ họ rất tử tế với Thiên Chúa, nhưng kỳ thực lại là tìm kiếm hư danh cho chính mình. Đức Giêsu khiển trách họ về thói xấu giả hình này. Ngoài ra, người Pha-ri-siêu còn thích được mọi người chào hỏi nơi công cộng, nghĩa là họ thích được trọng vọng và nể nang. Đức Giêsu lên án thái độ trưởng giả của họ. Họ là chuyên viên giải thích lề luật tôn giáo, nhưng cái cốt lõi của tôn giáo là sống công bằng và bác ái, thì họ không màng tới. Đức Giêsu nói, họ giống như những mồ mả tô vôi, nghĩa là bên ngoài tốt lành, nhưng trong tâm hồn thì xấu xa. Thưa cộng đoàn, tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng lên án các nhà thông luật. Nhiệm vụ của người thông luật không phải chỉ là giảng dạy lề luật, mà còn giúp người khác tuân giữ lề luật. Thế nhưng, họ làm cho lề luật trở nên gánh nặng mà con người không sao kham nổi. Còn chính bản thân thì dù một ngón tay cũng không động vào. Nghĩa là họ không tuân giữ lề luật. Đức Giêsu trách người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật không sống và tuân giữ lề luật theo thánh ý Thiên Chúa. Trong khi đó, người tín hữu cần phải sống khiêm nhường và thành thật với Thiên Chúa. Sống công bằng và bác ái với anh chị em. Sống ngay chính và hòa hợp với bản thân, để tâm hồn được bình an và cảm nhận niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cho người tín hữu biết lắng nghe và sống theo lời mời gọi của tin mừng, để chúng ta trở nên nhân chứng cho tình yêu và lòng Chúa thương xót. Xin cho chúng ta cũng biết quảng đại giới thiệu Chúa cho mọi người qua việc sống tử tế với Chúa, bác ái với anh chị em và hòa hợp với bản thân, để ơn cứu độ của Thiên Chúa được chan hòa khắp nơi. Xin Chúa luôn hiện diện nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn sống trong tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao điều kỳ diệu Ngài đã thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Xin Chúa hoán cải và biến đổi trọn vẹn con người của chúng ta, để chúng ta hoàn toàn thuộc trọn về Chúa, đấng là tình yêu,
và là lẽ sống cho cuộc đời chúng ta. Thứ tư sau Chúa Nhật 28 thường niên, tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật. Các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, mà chính các người thì dù một ngón tay cũng không động vào. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống hàng ngày, người Pha-ri-siêu quá chú tâm vào việc tuân giữ những điều lặt vặt, phụ thuộc, mà lại sao lãng điều chính yếu và quan trọng. Họ nghĩ cứ chu toàn những tập tục và lề luật của cha ông là được nên công chính, không buộc phải sống công bằng và bác ái nữa. Do đó, họ tuân giữ rất chi li những lề luật và sẵn sàng lên án những ai không tuân giữ lề luật và tập tục như họ. Đối với Đức Giêsu, lề luật cần thiết và quan trọng nhất là sống công bằng và bác ái với tha nhân. Đồng thời, hết lòng kính mến Thiên Chúa, nghĩa là các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Hơn nữa, người Pha-ri-siêu rất thích tiếng khen từ người đời và danh vọng bề ngoài. Họ không kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, nhưng lại yêu mến ghế đầu trong hội đường, cỗ nhất nơi đám tiệc. Nghĩa là không xứng đáng được trọng vọng mà lại thích được như thế. Bên ngoài, có vẻ họ rất tử tế với Thiên Chúa, nhưng kỳ thực lại là tìm kiếm hư danh cho chính mình. Đức Giêsu khiển trách họ về thói xấu giả hình này. Ngoài ra, người Pha-ri-siêu còn thích được mọi người chào hỏi nơi công cộng, nghĩa là họ thích được trọng vọng và nể nang. Đức Giêsu lên án thái độ trưởng giả của họ. Họ là chuyên viên giải thích lề luật tôn giáo, nhưng cái cốt lõi của tôn giáo là sống công bằng và bác ái, thì họ không màng tới. Đức Giêsu nói, họ giống như những mồ mả tô vôi, nghĩa là bên ngoài tốt lành, nhưng trong tâm hồn thì xấu xa. Thưa cộng đoàn, tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng lên án các nhà thông luật. Nhiệm vụ của người thông luật không phải chỉ là giảng dạy lề luật, mà còn giúp người khác tuân giữ lề luật. Thế nhưng, họ làm cho lề luật trở nên gánh nặng mà con người không sao kham nổi. Còn chính bản thân thì dù một ngón tay cũng không động vào. Nghĩa là họ không tuân giữ lề luật. Đức Giêsu trách người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật không sống và tuân giữ lề luật theo thánh ý Thiên Chúa. Trong khi đó, người tín hữu cần phải sống khiêm nhường và thành thật với Thiên Chúa, sống công bằng và bác ái với anh chị em, sống ngay chính và hòa hợp với bản thân, để tâm hồn được bình an và cảm nhận niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cho người tín hữu biết lắng nghe và sống theo lời mời gọi của tin mừng, để chúng ta trở nên nhân chứng cho tình yêu và lòng Chúa thương xót. Xin cho chúng ta cũng biết quảng đại giới thiệu Chúa cho mọi người qua việc sống tử tế với Chúa, bác ái với anh chị em và hòa hợp với bản thân, để ơn cứu độ của Thiên Chúa được chan hòa khắp nơi. Xin Chúa luôn hiện diện nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn sống trong tâm tình tri ân và cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao điều kỳ diệu Ngài đã thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Xin Chúa hoán cải và biến đổi trọn vẹn con người của chúng ta, để chúng ta hoàn toàn thuộc trọn về Chúa,
Đấng là tình yêu và là lẽ sống cho cuộc đời chúng ta.